Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Và hôm nay mình lên cho em cái clip đồ anh em nhé. Vài cái ví này, một vài cái loa Bluetooth, một vài bộ dàn mini từ rẻ đến mã cao cấp anh em nhé. Và mình sẽ bắt đầu ngay sản phẩm bây giờ. Thì anh em lưu ý một chút, số điện thoại của mình vẫn ở góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Và số điện thoại của bạn Luân ở ngay bên cạnh là 0965673502. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm gì thì có thể liên hệ với mình hoặc Luân để hỏi han về sản phẩm nhé. Và anh em nào chưa bấm follow thì hãy follow kênh để ủng hộ mình. Và bây giờ sẽ bắt đầu vào sản phẩm luôn. Thì đầu tiên là từ mấy cái ví ra anh em nhé. Đầu tiên là con ví cầm tay. Cái dòng này là dòng ví để tiền sắt đít anh em nhé. Dòng này nó làm rất là mỏng luôn. Hàng này là hàng của Nhật về anh em nhé. Tất cả các đường khâu mũi chỉ này nó đều là làm thủ công, may tay toàn bộ. Và nói chung mình đánh giá con ví rất là cao, tại vì chất con ví này khá là ok. Các lớp da anh em thể nhìn thấy bên trong này, các lớp da rất là đẹp luôn. Con này thì cái nhược điểm duy nhất của nó là không có cái ngăn khóa thôi anh em nhé. Không có ngăn khóa ở trong này. Thế là giả sử mình để cái gì thầm kín thì nó rất dễ bị lộ. Đấy. Còn lại thì mình đánh giá là còn lại thì không có điểm chê, vì nó quá đẹp luôn. Đây. Có một ngăn để anh em thể nhìn thấy xuyên. Có thể để ảnh người yêu hoặc để ảnh bồ bịch cái thứ ở đây đều được anh em nhé. Cái ngăn để thẻ rất là nhiều. Đây, ngăn để thẻ rất là nhiều. Và đây là cái ngăn để tiền chính. Thì ngăn này chỉ có một ngăn duy nhất thôi, nhưng mà cũng đủ để anh em mình để khoảng tầm chục củ đi ăn chơi được. Và hiện tại con ví này mình vẫn để cho anh em với giá cực kỳ tốt, chỉ có 450.000 thôi anh em nhé. 450.000 cho cái mã ví này. Này, da may tay và nó là cái dòng da bò chân kim anh em nhé. Rất là đẹp. Đẹp xuất sắc luôn anh em nào mà đã mua cái ví này rồi thì comment ở phía bên dưới để những anh em khác đều biết nhé. Tiếp đến đây thì là hai con ví cầm tay, cũng là hàng thanh lý siêu thị bên Nhật, và anh em có thể nhìn thấy chất con ví cực kỳ đẹp luôn. Cái dòng này là da bò sáp anh em nhé, da bò sáp. Thế này anh em sẽ nhìn thấy những cái vết khi mà cầm tay mà nó xước này, nhưng mà càng dùng nó sẽ càng lì anh em nhé. Các cái vết xước nó sẽ hết ngay sau khi anh em bị xoa này. Dùng mồ hôi càng lâu thì cái ví này sẽ càng đẹp và càng xuống màu. Con ví này thì khá lịch sự, anh em nhìn thấy đây. Có một ngăn mở ngang ra đây. Đây, mở ngang ra. Đấy này anh em có thể lấy được tiền nong, tất cả các loại thẻ ở đây. Và nó cũng vừa tay anh em nhé, cầm để có thể mà đi thanh toán các thứ cực kỳ sang trọng. Đây, khóa đồng thì khóa của nó là khóa đồng toàn bộ và có một ngăn kéo khóa ở đây. Anh em nhìn thấy. Đây, mở ra bên trong này thì có một cái dây đeo. Đấy, dây đeo. Dây đeo để phục vụ anh em đeo vào cổ tay tránh rơi hoặc là mang đi treo ở đâu đó. Và có trong này thì có một cái ngăn khóa cả bên trong nữa để phục vụ anh em để những cái thầm kín anh em nhé. Ví dụ như ba con sói hoặc cái gì anh em đều có thể nhét vào đây được. Đấy, cực kỳ ok. Và riêng cái ví này thì anh em mình có thể cầm độ khoảng tầm 200 triệu đi chơi. Đấy, anh em nào mà lắm tiền thì có thể chơi con này 200 triệu. Và hiện tại ví con ví này thì mình vẫn để cho anh em giá là 700.000 anh em nhé. 700.000 con ví này. Ok chưa anh em? Tiếp đến đây thì là một con ví này, dòng này cũng là dòng ví chủ tịch, size nó lớn hơn con vừa đấy anh em nhé. Cũng là da bò sát, anh em nhìn thấy da bò sát, nó là tập cái mồ hôi ngựa đi, mồ hôi ngựa đấy, đại loại thế. Thì là nó sẽ cho một chất da khá là mịn màng và dùng càng dùng thì sẽ càng đẹp. Khóa tay anh em nhé, để chống rơi, cầm rất là chủ tịch luôn. Chất da thì cực kỳ ngon luôn. Đây, anh em thể nhìn thấy da của nó từ những cái miếng nó để cái quai khóa đây. Mở ra nhé, con này chỉ có một ngăn khóa duy nhất thôi. Một ngăn khóa duy nhất và mở ra. Mở ra đây. Anh em đã thấy bên trong rất là nhiều ngăn. Mình rất thích cái chỗ mà nó để thẻ anh em nhé. Để thẻ này rút rất là tiện này. Rất là tiện. Và độ khoảng tầm có chục cái thẻ luôn. Anh em nào mà nhiều tiền để con ví này cực kỳ ok. Cái chỗ này thì anh em để chìa khóa ô tô này. Chỗ này thì để một vài thứ linh tinh. Đấy. Rất nhiều chỗ để anh em nhé. Riêng ví này thì phải để tầm được khoảng tầm 500 triệu để phục vụ anh em đi chơi. Ngon luôn. Nhất là anh em nào hay đánh gôn, đánh ghiếc mà cầm ví thì ok luôn. Và hiện tại con ví này thì mình vẫn để cho anh em giá là 850.000 anh em nhé. 850.000. Đợt này mình về được 1-2 cái, cũng là hàng thanh lý siêu thị bên Nhật. Và riêng những cái con này anh em nhé, vào store không là dưới 3 củ đâu. Và store cực kỳ đắt luôn. Và riêng con ví cầm tay này cũng thế, vào store như cũng vào đôi triệu phải. Đấy. Tổng thiệt hại anh em nhé. Anh em nào mua cả combo này thì mình sẽ bớt cho anh em 3.000, mỗi cái bớt 1.000. Thế cho nó nét. Mua combo cả 3 bớt 3.000. Tiếp đến ở đây thì là một con tai nghe đến từ thương hiệu Radius anh em nhé. Một con tai Radius
mà con này thì nó là hàng VIP của Radius anh em ạ, hàng VIP Radius, và chất âm con này mình đánh giá cực kỳ cao của Hauson nó, anh em thì nhìn thấy rất là đẹp, rất là đẹp, chất âm thì cực kỳ ngon, và pin con này được khoảng tầm 8 tiếng anh em nhé, pin khá là bền, từ 6 đến 8 tiếng. Đấy, dây chống rối toàn bộ, và chất âm con này thì mình đánh giá là một trong số những cái dòng nó sản xuất ra để phục vụ anh em chơi thể thao anh em nhé. Thế là chất bát nó khá là căng, anh em nào mà thích nghe bát thì đây là một cái lựa chọn rất là ok với anh em. Và con này hiện tại bây giờ thì mình để cho anh em là 699.000 anh em nhé, không phải 700 mà 699.000, ok chưa anh em, một con tai duy nhất của ngày hôm nay. Và tiếp đến thì như cái đống đằng sau anh em nhìn thấy ở đây, thì đây là ba cái loa Bluetooth anh em nhé, đến từ thương hiệu Fabric của Mỹ. Cái loa bé này thì mình đã giới thiệu với anh em rất nhiều những video trước rồi đúng không, loa bé, một loa Mỹ rất là ngon luôn, một con loa Mỹ rất là chất. Đấy, con loa bé này thì mình vẫn để cho anh em ở những video trước là 550, và Bluetooth nó kết nối cực kỳ ngon, một trong số những con loa của Mỹ mà mình đánh giá là chất lượng vượt tầm tiền anh em ạ. Đây, cực kỳ ngon luôn. Khi anh em kết nối Bluetooth thì anh em để cái nút nguồn ở dưới cùng này, anh em bấm nút nguồn lên nhé. Đấy, thì nó sẽ có một cái đèn báo bên này, anh em nhìn thấy không? Đèn báo rất là đẹp luôn. Starting up. Con này thì nó chỉ có bao gồm loa và dây sạc thôi. Con loa bé này bao gồm loa dây sạc. Khi anh em bấm chọn vào đây anh em nhé, chọn Bluetooth này thì nó sẽ hiện thành màu xanh blue, và anh em bắt đầu tìm kết nối Bluetooth là được. Thì hiện tại con này thì mình vẫn để cho anh em là 550 thôi anh em nhé, 550 con loa này. Đấy, một con hàng khá là ổn định và nguyên hộp như này luôn anh em nhé, nguyên hộp như này luôn. Mình tắt nguồn đi để đấy, con này là 550 này. Tiếp đến thì là mình sẽ giới thiệu đến hai cái thằng đàn anh của nó anh em nhé, hai thằng đàn anh của nó. Đây là hai con loa anh, còn đây là con loa em. Đấy, đều là hàng Mỹ cả và đều là của hãng Fabric. Anh em thì nhìn thấy con này cực kỳ ngon. Đây, Fabric, một con loa phải nói là quá đẹp luôn. Anh em thì nhìn thấy đây, anh em có thể dựng cái này anh em nhé, và mình sẽ bật nguồn lên cho anh em xem. Đây, bật nguồn đây, đút nguồn đây. Đấy, anh em có thấy đèn báo không? Và chất âm con này thì phải nói là đẳng cấp hơn hẳn con này luôn anh em nhé, chất âm khá là đẳng cấp. Đây, muốn kết nối Bluetooth thì anh em sẽ mở nó ra ở bên dưới này, đây cái nút đây, cũng bấm một phát đúng không, cũng bấm một phát nó sẽ hiện ra màu xanh blue. Đó, đấy, xanh blue anh em nhé, bấm nếu mà nó hiện xanh blue thì mình sẽ đợi để kết nối Bluetooth. Các cái phím điều hướng âm thanh đều ở trên này hết anh em nhé. Đây này, có cả con này thì nó cả Alexa phục vụ để anh em kết nối các kiểu đây. Và bên dưới này như anh em nhìn thấy, bên dưới này phần cao su của nó có hai cái chân này, chân để nó kết nối vào cái đế sạc anh em nhé. Đế sạc của nó ở đâu thì đế sạc nó trong này luôn, nó đi đâu rồi, đây đế sạc nó đây, bóc cho anh em xem. Con này nó full combo luôn, đế sạc nó đây anh em nhé, đế sạc nó đây. Và khi anh em mình vào bên trong này còn một cục sạc nữa, anh em sẽ biết thấy bên trong này nó còn một cục sạc nữa. Đây, đây là dây sạc anh em nhé, dây sạc đầy đủ và một cục sạc đi kèm theo loa luôn. Đấy, và con này đủ cả bộ luôn, nó là thằng đàn anh con kia mà nó được ưu ái rất là nhiều anh em nhé, ưu ái rất là nhiều luôn. Đấy, và đây là cái chân sạc, anh em có thể đặt con loa vào đây thì là kết nối vào nó sẽ cắm sạc và để rất là đẹp luôn anh em nhìn, kết nối chân sạc vào đây nhá và cắm nguồn vào. Đấy, con loa này khá là ổn định luôn, và chất âm con này thì mình phải đánh giá là khá là ngon trong tầm giá anh em ạ, khá là ngon. Đấy, thì con này hiện tại bây giờ mình có hai màu anh em nhé, hai màu anh em thể nhìn thấy, một cái màu xám này, đây cả combo đây, và một cái màu xanh, anh em thể nhìn thấy một cái màu xanh này. Đấy, hai màu, anh em nào chơi màu nào cũng sẽ rất ok anh em nhé, chơi màu nào đều được. Và hiện tại con loa này thì mình để cho anh em là 1.150.000 anh em nhé, 1.150.000 cho một loa. Anh em nào lấy cả đôi về thì càng tốt. Đấy, lấy cả đôi về càng tốt. Con loa rất là đẹp luôn, 1.150.000 để phục vụ anh em nào thích cái loa Bluetooth ngon. Thì đây là một lựa chọn của Mỹ anh em nhé, Fabric, một thương hiệu rất là lớn của Mỹ, nghe cực kỳ ok. Rồi, thì đấy là kết thúc cái đống đồ linh tinh ở đây trước anh em nhé. Và tiếp đến bây giờ là đến cái đống dàn mini. Anh em thấy nhìn thấy ở đây thì là con Panasonic, con dàn mini Panasonic PM47. Thì con này hình thức thì cũng khá là ok đúng không, thoạt nhìn hình thức rất là ok, mọi chức năng con này thì hoạt động cũng rất ok luôn. Màn hình của nó toàn bộ là màn hình LCD anh em nhé, màn hình LCD, mặt của nó là mặt này, không phải là mặt nhựa đâu, nó toàn bộ là mặt nhôm tất. Đấy, sờ nó mát lạnh luôn, trời mùa đông thì sờ khá là mát, còn mùa hè thì sờ nó nóng bỏng tay.
Đấy. MD chạy tốt, CD chạy tốt anh em nhé. CD của dòng Pana thì đọc rất là ngon. Những con nào đọc ngon thì đọc rất là ngon và bền bỉ, không giật kén đĩa. Và đọc tốc độ đọc nó khá là nhanh. Con này thì đọc được cả đĩa WMA và MP3 luôn. Đấy. Kết nối điện thoại, máy tính, TV qua cổng AUX anh em nhé. Qua cổng AUX thì cổng AUX phía trên này. À, AUX và PMD đây. Tất nhiên là cái cáp kết nối mình sẽ tặng kèm cho anh em luôn anh em nhé. Cáp kết nối mình tặng kèm cho anh em. Đây là con loa bát của nó này. Con bát của con này thì sử dụng con bát là 11 cm, gân thì gân cao su, màng carbon trắng tinh luôn, núm kim loại. Bên trên là con đôm màng nhựa anh em nhé, đôm màng nhựa. Đấy. Cấu hình con này khá là đơn giản vậy thôi. Quay phía sau. Phía sau thì anh em có thể nhìn thấy công suất của cục dàn là 48W điện nguyên bản 100V anh em nhé. Nguyên bản điện 100V, kẹp loa, đánh loa. Đánh loa không thấy ghi trở kháng, à trở kháng 6 ohm. Đây là kẹp anten FM phục vụ nghe đài. Công suất của loa sẽ là 30W một chiếc và một cặp sẽ là 60W. Và trở kháng của loa sẽ tất nhiên thì sẽ là 6 ohm, thụt hơi phía sau. Với những anh em kỳ thị thụt hơi phía trước thì thụt hơi phía sau mới lựa chọn rất ok. Thì anh em có thể tùy chỉnh chất bát rất là dễ. Và hiện tại mã giá này thì mình xin phép để cho anh em với cái giá là 1.400.000 anh em nhé. 1.400.000 cho con Panasonic PM47. Thì mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe luôn. 1.400.000 chất âm sẽ thế này. Một nỗi đau lây lắt trên con đường tình, lòng tái tê u buồn vì thiếu người yêu. Một đêm đông chạy đi tìm mộng, người yêu về vòng tay âu yếm, thức đêm dài thương nhớ người yêu. Hồn tôi nỗi đau vây kín vết thương lòng, tình yêu vang vọng nêm cay. Ok chưa anh em? Cái mã dàn số 01 nhá, mình test nhiều thì nó sợ dính bản quyền anh em thông cảm nhá. Hiện tại cái mã này mình đang để cho anh em giá 1.400.000 này. Tiếp đến cái mã dàn số 02. Một con dàn đời cao đến từ thương hiệu Kenwood anh em nhá. Một con dàn đời cao, mặt của nó toàn bộ mặt gương toàn bộ này, anh em nhìn đấy, toàn bộ mặt gương tất. Màn thì cũng màn LCD đây, đây không phải màn LED đâu, màn LCD. À con này là màn quắc, không phải màn LCD anh em nhé. Con này màn quắc, nhưng nó có nhạc nước. Tí nữa khi mà play sẽ có nhạc nước nhảy ở đây, rất là đẹp anh em nhé. Tùy chỉnh EQI trực tiếp ở trên mặt này. Đấy, mọi chức năng con này thì sẽ như sau. Chơi MD tốt, chơi CD tốt anh em nhé. Kết nối cả USB luôn. USB anh em này nhìn thấy ở đây, USB mặt trước kết nối thiết bị bên ngoài qua cổng AUX các kiểu đều có xuất hiện cho con này. Và con này nó sẽ có một cái cổng là kết nối PC anh em nhé. Kết nối PC tức là máy tính ấy, nhận thành sao card. Và nó sẽ tương đương với sao card rời khoảng tầm 5 triệu. Tầm 5 triệu, tầm 5 củ. Và với cái bộ dàn này thì giá nó còn rẻ hơn cái card sao luôn. FM thì con này sẽ đủ 108 luôn anh em nhé. FM đủ 108 anh em dò full đài Việt Nam. Đây, cái núm volume nó một cái đèn hắt rất là đẹp anh em nhìn đấy. Đấy, khi tăng giảm volume đấy, rất là đẹp luôn. Nói chung con này thiết kế thì mình đánh giá gần như không điểm chê. Và màu trắng sáng. Bên này thì là con bát anh em nhé. Con bát con này thì là 11 cm, gân lụa. Dòng này là gân lụa thẩm dầu, rất là bền, dùng bình bền chắc là vĩnh viễn thời gian luôn, 20 năm không hỏng được. Màng loa thì màng carbon, núm này là núm cũng là núm lụa luôn. Bên trên là con chép đôm màng nhựa anh em nhé. Con này con đôm màng nhựa. Đấy. Mọi chức năng con này thì hoạt động cực kỳ ok. Thùng vách thì khá là đẹp. Phía sau công suất là 55W và điện nguyên bản 100V anh em nhé. Công suất 55W điện nguyên bản 100V. Đây này anh em có thể xem này. Bên nước ngoài, bên Nhật họ cũng kẹp anten, họ cũng kẹp những dây vào thôi. Luôn dọn cháo dâu rút cái dây ra. Đấy.
họ cũng dùng chỉ dùng cái dây điện thôi, họ kẹp vào thôi, không khác gì bên mình đâu. Bên mình cũng dùng dây điện kẹp vào nếu muốn nghe đài FM anh em nhé. Chơi loa đánh loa từ 6 đến 16 ohm, xúc điện ao có và cái cổng PC in thì mình vừa nói vừa nãy thì nó chính là cái cổng PC in này. Anh em có thể kết nối cái bằng cái cáp mà kết nối cái máy in ấy, anh em nhé. Cái máy in bình thường mà anh em hay cắm máy tính ấy, thì anh em cắm cái cáp đấy vào đây thì nó sẽ tự động nhận driver ở trên máy tính. Và từ Win 7 lên là tự động nhận và anh em có thể là nghe nhạc lốt lét trực tiếp từ cái nguồn nhạc trên máy tính cực kỳ nhiều anh em nhé. Đó. Công suất của loa sẽ là 20W và trở kháng là 6 ohm, một cặp sẽ là 40W. Và với những cái bộ dàn này thì sẽ chơi tốt ở những cái phòng diện tích khoảng tầm 20m². Và hiện tại cái mã dàn số 02 này thì mình để cho anh em cái giá là 2 củ anh em nhé. 2 triệu tròn cho cái mã này. Và tất nhiên cái mã này thì là anh em muốn chuyển sang cái cổng AUX thì phải dùng khiển anh em nhé. Sử dụng khiển, tất nhiên mình sẽ tặng kèm cho anh em với khiển để anh em có thể sử dụng tăng giảm volume, tắt mở hoặc là chuyển cổng để anh em nghe được từ thiết bị bên ngoài. Đấy. Và giá bộ mã số 02 là 2 triệu tròn. Tiếp đến cái mã số 03 ở đây, anh em thì nhìn thấy đây là một cái bộ dàn khá là ngon đến từ thương hiệu Onkyo. Một trong số những cái mã hết gái số của Onkyo chính là Onkyo V77 anh em nhé. Con này thì đầu V thì con này là cao cấp nhất rồi. Con này là cao nhất trong đầu V. Thì nó có 4 dòng V là V3, V5, V7 và V77 là con cuối cùng của dòng V. Anh em nhé, xong bắt đầu nó chuyển đến dòng X, X7 các kiểu ấy. Thì con này mặt mũi anh em có thể nhìn thấy nó khá là đẹp. Mặt nhôm toàn bộ rất là đẹp luôn. MD chạy tốt, đọc ghi cũng đều tốt anh em nhé. Bên dưới là CD. CD con này thì CD chạy mắt 213 khá là lành anh em nhé. Và có thể rất nhiều mắt thay thế nếu như mắt có trường hợp bị hỏng. Nhưng mà cái trường hợp nó xui rủi thôi. Còn bình thường thì mắt 213 rất là bền anh em nhé. Công nghệ D-O-Link thì đã được tích hợp trên con này. Và các chuẩn nén ghi MD rất là nhiều anh em nhé. Gần như đủ hết các chuẩn nén ghi MD. Con này thì ghi được tất cả các chuẩn nén rồi. Là mono này, SP này, chuẩn SP này, chuẩn LP2 và LP4 đều có trên con này rồi anh em nhé. Dò đài FM trực tiếp trên mặt luôn. Đây, tù ninh đây. Và con này đủ FM đủ 1.8 luôn cho anh em dò full đài Việt Nam. Cấu hình loa, loa sẽ bao gồm một con bass 12cm anh em nhé, gân cao su zin, dòng này cao su zin. Đấy, V7 trở về trước thì gần như là thay gân toàn bộ rồi. Màng thì màng da chăn. Đấy. Bên trên là con chép đôm anh em nhé, chép đôm cao cấp, dòng đôm 8 feet đến từ thương hiệu Onkyo. Con này từ siêu to khổng lồ luôn, to đúng bằng mặt này. Và bên dưới là con loa bass to bằng mặt. Và dòng này loa có phân tần anh em nhé, loa phân tần rất là to bên trong. Đấy, thụt hơi mặt trước này. Mọi chức năng con này thì hoạt động rất là ok luôn. Phía sau của con này đẹp vãi trưởng luôn. Đẹp luôn anh em ạ. Công suất của loa sẽ là 70W và trở kháng là 6 ohm. Vậy một cặp sẽ là 140W anh em nhé. Công suất cục dàn này 55W điện nguyên bản 100V. Và riêng với dòng Onkyo thì nó là made in Japan anh em nhé. Onkyo cục dàn hầu như là Japan luôn với những cái đời này. Kẹp loa đánh loa giải loa cực kỳ rộng từ 4 đến 16 ohm, giải loa siêu rộng luôn. Anh em về có thể ghép những con loa bass 25 vào con này. Nó đánh cực kỳ tốt tại vì con này đánh 4 con sò than anh em nhé. Xúc điện ao có này, optical in và ao đầy đủ. Riêng con này giải mã 24 bit thì mình đánh giá là một trong số những con khá có tên tuổi. Đấy. Kẹp anten FM để phục vụ nghe đài. Các cái đường lay in lao vào đầy đủ anh em nhé, không thiếu bất kỳ cổng gì. Đấy. Hiện tại con này thì anh em về thì chỉ việc cắm với Smart TV phát là nó giải mã luôn. Thì anh em mình gần như là ít khi sẽ sử dụng đến CD. Còn anh em nào mà muốn chơi CD thì con này vẫn hoạt động cực kỳ ngon thôi. Hiện tại cái mã dàn này thì mình xin phép để cho anh em với giá là 2.600.000 anh em nhé. Cho cái mã Onkyo V77 này, 2.600.000. Con này rất là đẹp luôn, con này là một trong số những mã dàn đẹp xuất sắc anh em nhé. Đẹp xuất sắc, bảo hành 1 năm thì tội gì không mua đúng không? Mã số 03 Onkyo V77, 2.600.000. Mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe luôn nhé. Tóc thề ngõ hồn dâng tái tê, anh làm thơ vu vơ khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi
trăng vô quy, vì mưa gió không về trên trường anh bước đi. Có nàng huyền đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương. Ok chưa anh em, mã số 03 với cái giá là 2.600.000. Và vừa nãy thì mình quên mất chưa test nhạc cái mã 02 cho anh em, mình sẽ test nhạc ngay cái mã 02 cho anh em xem cái giá hai củ chơi có ok không, đúng không? Hai củ chơi ngon luôn, mặt xít rất là ngon. Mãi qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chừng. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh đênh. Ăn lại thành sao. Ok anh em nhé, mã số 02 hai củ. Tiếp đến ở cuối cùng của video ngày hôm nay thì sẽ là một con dàn khá là VIP đến thương hiệu Onkyo anh em nhé. Con này chính là con Onkyo CRS1, một trong số những mã dàn cực kỳ hiếm mà được tích hợp công nghệ VL Digital anh em nhé. Công nghệ lọc nhiễu cao cấp đến từ thương hiệu Onkyo. Con này lọc nhiễu cực kỳ cao luôn, gần như là tất cả trong mạch mà những cái tiếng xù thì gần như được lọc sạch toàn bộ bằng cái công nghệ này anh em nhé. Một công nghệ rất là cao cấp mà chỉ xuất hiện ở trên những con CD và âm ly cao cấp. Anh em để con này, công nghệ này anh em để search trên mạng thì sẽ biết được cái công nghệ này thì nó cao cấp đến mức nào, đúng không? Những con CD khoảng tầm trên chục triệu thì mới được tích hợp công nghệ này anh em nhé. Kể cả những con âm ly mà nó rất là đắt tiền thì mới tích hợp. Mà trên cái bộ Onkyo rất là nhỏ này đã được tích hợp rồi. Nói chung hãng Onkyo nó khá là đầu tư khi cho cái công nghệ này lên cái con dàn mini này. Đấy, Onkyo CRS1. Thì mình xin phép giới thiệu sơ bộ về con này như sau. Như anh em nhìn thấy thì bình thường con CRS1 mà mình giới thiệu chỉ có một thớt bên dưới thôi, đúng không? Thì hôm nay thì hàng đấu giá nó về thêm một thớt bên trên anh em nhé. Thớt này là cái thớt con bên trên, chính là cái đốc. Cái đốc ở bên trên. Mặt con này nhôm toàn bộ, hai cái này mặt nhôm toàn bộ anh em nhé. Cái đốc ở bên trên này thì nó sẽ có cái đốc iPod. Anh em nhìn đây, đây. Đây, iPod có thể kẹp vào đây. Đấy. Và cái cổng PC anh em nhé, kết nối với PC cũng có ở trên này luôn. Đấy, iPod hoặc PC anh em tùy chọn ở đây. Nó có hai cái đèn, hai màu. Đây con này ấn lên là tắt nguồn, bật lên này. Đấy, nguồn riêng biệt hoàn toàn so với bên dưới anh em nhé. Nguồn đây, nguồn của nó sẽ sử dụng con nguồn adapter đây. Adapter sử dụng riêng. Đây phía sau, tí nữa mình sẽ quay phía sau. Đây phía sau nó sẽ có những cái cổng này, USB để kết nối máy tính này. Đấy, optical out này. Optical out để phục vụ anh em xuất tín hiệu ra này, xuất tín hiệu vào đây anh em nhé. Đấy, xuất tín hiệu với anh em sẽ cắm vào cổng quang này, cổng quang của cái cục âm ly này, và nó sẽ chơi luôn, nó sẽ mang tính chất là giải mã luôn, nhạc từ iPod cũng vậy anh em nhé, nhạc từ iPod hoặc nhạc từ PC nó cũng sẽ giải mã luôn. Và riêng cái cục âm ly ở bên dưới thì anh em thể nhìn thấy con này thì mặt mũi rất là đẹp, mình thích nhất con này nó có cái đèn hắt ở cái lúm volume này, anh em nhìn rất là mờ ảo luôn. Đĩa thì đĩa nuốt anh em nhé, đọc cực kỳ ngon các loại đĩa. Từ đĩa chợ, đĩa chép, ngoại trừ đĩa sứ ra anh em nhé. Đĩa sứ rút vào đây là thôi toang đấy. Đấy, mặt của nó mặt nhôm khá là đẹp. Mặt nhôm thiết kế rất là ít lút ở trên này.
đẹp. Đấy. Công nghệ VL Digital thì mình vừa giới thiệu rồi đúng không? Và có một cái cổng line in ở mặt trước nữa. Đấy. Loa thì cấu hình con này nó sẽ bao gồm một con loa bát chỉ có đường kính là 8cm thôi anh em nhé, đường kính 8cm gân xếp màng sợi keva. Và mình đánh giá là con loa này thì chơi cực kỳ hay và bọn này sản xuất ra để phục vụ cạnh tranh với dòng loa màng gỗ của thằng Victor anh em nhé. Bên trên này là con chép đôm màng nhựa. Đấy, thụt hơi xẻ rãnh mặt trước. Đấy, con này loa nó rất là gọn luôn. Anh em thể nhìn thấy cả một bộ nó khá là bé anh em nhé. Khá là bé phục vụ cho những anh em thích siêu mini. Đây, ê căng nó rất là đẹp. Phía sau loa thì sẽ là công suất loa sẽ là 40W và trở kháng là 6 ohm. Đây, một cặp sẽ là 80W anh em nhá, trở kháng 6 ohm. Và con này mình đánh giá là một trong số những con loa chơi rất là hay so với cả cái vóc dáng của nó anh em nhá. Thùng loa thì được phủ một cái lớp sơn piano rất là bóng, đen piano bóng loáng luôn. Âm ly phía sau. Công suất là 42W và điện nguyên bản 100V anh em nhá. Đây, toàn bộ cái này nó thiết kế khá là đẹp. Đấy, phần lưới tản nhiệt ở đây. Đẹp. Hai đường line in, ba đường line in, hai đường line in phía sau và một đường line out phía sau. Kẹp loa thì đánh loa giải loa vẫn rất là rộng, thằng Onkyo nó sản xuất loa giải loa rất là rộng, có thể kẹp từ 4 đến 16 ohm. Và riêng con Ami này anh em nhá, riêng con này thì đánh loa được cả loa bát 30, anh em kẹp vào nó đánh vẫn căng luôn. Súp điện out có này. Optical in thì có hai đường anh em nhá, một đường sẽ hỗ trợ cho từ trên này xuống này và một đường anh em có thể kết nối Smart TV vào, đấy tùy anh em lựa chọn thôi. Đấy. Và con này thì khá là ok. Nói chung mọi chức năng thì hoạt động hoàn hảo. Và hiện tại bây giờ bộ này thì hàng đấu giá nên mình sẽ giá nó sẽ cao hơn bộ trước một chút. Và bộ này hiện tại mình để cho anh em giá là 5,5 triệu anh em nhé, 5,5 triệu. Với những anh em không lấy cái thớt bên trên này thì mình sẽ mạnh dạn trừ đi cho anh em một củ luôn, trừ một củ còn 4,5 triệu với những anh em không lấy thớt này nhá. Còn nếu mà anh em lấy tất thì sẽ là 5,5 triệu. Mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe luôn để anh em biết được cái bộ siêu mini này nghe nó chất như này. Siêu mini. Mã số 03 Onkyo V77 với giá là 2,6 triệu ở bộ. Mã số 02 Kenwood NDL100 với cái giá là 2 củ tròn. Panasonic PM47 với cái giá 1,4 triệu anh em nhá. Và con loa này 1,150,000, không phân biệt màu sắc anh em nhá. Anh em thể lấy màu nào cũng được. Và con loa bé này thì sẽ là 550,000, vẫn giữ giá cực kỳ ổn định cho anh em. Tai nghe thì 699,000. Vâng, và ok. Video của mình thì hôm nay thì xin phép được dừng ở đây thôi. Và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình. Xin chào anh em. Và đến đây thì anh em nào mà chưa follow kênh thì hãy bấm follow kênh để được cập nhật những cái sản phẩm mới nhất của bên Audio 89 nhé.